5 điều thú vị về giống chó mặt sệ. Búc. 1. Giống chó cổ từ Trung Quốc. Búc hay thường được gọi là chó mặt sệ là giống chó thuộc nhóm chó cảnh có nguồn gốc từ Trung Quốc. Giống chó Búc đã xuất hiện từ rất lâu đến bây giờ là một ẩn số. Các tài liệu cho rằng nguồn gốc chó Búc là Trung Quốc thời nhà Hán khoảng năm 200 trước Công nguyên. Vào thế kỷ 16, chúng bắt đầu du nhập vào châu Âu và nhanh chóng trở thành giống chó phổ biến được nhiều người yêu thích tại đây. 2. Loài chó hoàng gia. Tại Vương quốc Anh vào thế kỷ 14, nữ hoàng Victoria có một niềm đam mê vô cùng to lớn đối với loài Búc và bà đã lan truyền nó đến các thành viên trong hoàng tộc. Chúng thường xuyên hưởng thụ cuộc sống xa hoa đầy sang chảnh. 3. Được đặt tên theo một loài khỉ. Tên Búc của giống chó cảnh này có liên quan tới một loài khỉ, đó là Marmoset, là một loài khỉ nuôi sóc ở Trung và Nam Mỹ. Chúng được con người nuôi trong nhà và gọi là Búc. Giống chó mặt sệ này có đặc điểm khuôn mặt với loài khỉ trên, thế nên người ta đã dùng tên Búc để đặt tên. 4. Không có xương mũi. Búc có một cái mũi ngắn và thiếu phần xương trên mắt nên chúng rất dễ bị tổn thương mắt, gặp các vấn đề về mắt như lồi mắt, xước giác mạc, quặp mí. 5. Là giống chó lớn nhất trong nhóm tòi đỏ và cũng có những lúc chúng cực kỳ hài hước luôn.